Chúng ta sẽ học bài tập làm văn lớp 4 tuần 12. Kết bài trong bài văn kể chuyện trang 122. Phần 1 là nhận xét. 1 là đọc lại chuyện ông Trạng thả diều, chúng ta sẽ tự đọc. Bài 2. Tìm một đoạn kết bài của chuyện. Tìm đoạn kết bài của chuyện. Sau khi đọc xong chúng ta sẽ tìm ra chuyện đoạn kết bài, đó là: thế rồi vua mở khoa thi, chú bé thả diều Đỗ Trạng Nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có 13 tuổi. Đó là ông Trạng Nguyên trẻ nhất của nước Nam ta. Bài 3. Thêm vào cuối truyện một lời đánh giá nhận xét làm đoạn kết bài. Gợi ý. Các con mẫu. Câu chuyện này giúp em thấm thía hơn lời khuyên của người xưa: có chí thì nên, ai nỗ lực vươn lên, người ấy sẽ đạt được điều mình mong ước. Đây chúng ta sẽ thêm lời đánh giá nhận xét vào đoạn kết bài để làm đoạn kết bài. Ví dụ, chúng ta sẽ thêm một đoạn như sau. Đọc chuyện này, em càng thấu hiểu hơn câu tục ngữ: người có chí thì nên, nhà có nền thì vững. Bài 4. So sánh hai cách kết bài nói trên. Ta có cách kết bài thứ nhất là chỉ nêu kết cục của câu chuyện thôi. Nên cách này gọi là cách kết bài không mở rộng. Còn cách kết bài sau là sau khi kết thúc câu chuyện rồi thì có thêm lời bình luận thêm. Vậy đây chính là cách kết bài mở rộng. Như vậy sẽ có hai cách kết bài, ta có ghi nhớ như sau. Có hai cách kết bài, đó là kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Kết bài mở rộng là kết bài nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện. Còn kết bài không mở rộng là chỉ nêu kết cục của câu chuyện thôi, không có lời bình luận gì thêm. Phần thứ 3 luyện tập. Bài 1. Sau đây là một số kết bài của chuyện Rùa và Thỏ. Em hãy cho biết những kết bài. Em hãy cho biết được những kết bài theo cách nào? Ý A. Lúc sực nhớ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên, Thỏ thấy Rùa đã gần tới đích, bèn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng muộn mất rồi, Rùa đã tới đích trước nó. Ý B. Câu chuyện Rùa và Thỏ là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với những ai hay ỷ vào sức mình mà chủ quan biếng nhác. Ý C. Đó là toàn bộ câu chuyện chú Thỏ hậm hĩnh phải nếm mùi thất bại trước anh Rùa có quyết tâm cao. Ý D. Nghe xong câu chuyện cô giáo kể, ai cũng tự nhủ: không bao giờ được lơ là trong học tập và rèn luyện bản thân. E. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện chạy thi với Thỏ, với Rùa, tôi vẫn đỏ mặt vì xấu hổ. Mong sao đừng ai nhắc mắc bệnh chủ quan hậm hĩnh như Thỏ tôi ngày nào. Chúng ta sẽ xem xét từng kết bài một. Kết bài A. Chúng ta thấy ở đây không có một lời bình luận nào cả, chỉ có kết cục của câu chuyện thôi. Vậy đây chính là kết bài không mở rộng. Ý B.
Câu chuyện rùa và thỏ là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với những ai hay ỷ vào sức mình mà chủ quan biến nhát. Đây chính là lời bình luận đấy. Vậy đây chính là mở bài, à, kết bài mở rộng. Ý C. Đó là toàn bộ câu chuyện chú thỏ hợm hĩnh phải nếm mùi thất bại trước anh rùa có quyết tâm cao. Cũng là lời bình luận đúng không? Vậy đây chính là kết bài mở rộng. Ý D. Nghe xong câu chuyện cô giáo kể, ai cũng tự nhủ không bao giờ được lơ là trong học tập và rèn luyện bản thân. Đây cũng là kết bài mở rộng vì nó có thêm lời bình luận. Ý E. Ý E câu này cũng vậy, chắc chắn là kết bài mở rộng. Như vậy chúng ta chỉ có ý A là kết bài không mở rộng, còn ý B, C, D, E là kết bài mở rộng. Ta có đáp án. Ý A là kết bài không mở rộng và các ý còn lại là kết bài mở rộng. Câu 2. Tìm kết bài của các chuyện sau, cho biết đó là những kết bài theo cách nào. Ý A. Một người chính trực. Ý B. Nỗi dằn vặt của Andreka. Trước tiên chúng ta phải tìm ra kết bài, phần kết bài của từng câu chuyện này đã. Sau đó chúng ta mới xem nó là kết bài mở rộng hay không mở rộng. Như là bài, trước tiên là bài chuyện một người chính trực, thì kết bài của nó sẽ là: Tô hiến thành tâu, nếu thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá. Đây là kết bài của chuyện một người chính trực, và kết bài này là kết bài không mở rộng. Chuyện nỗi dằn vặt của Andreka, thì kết bài của nó là, đoạn kết bài là: nhưng Andreka không nghĩ như vậy. Cả đêm đó em ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng. Mãi sau này khi đã lớn em vẫn luôn tự dằn vặt. Giá mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống thêm được ít năm nữa. Ở đây cũng là kết bài không mở rộng. Câu 3. Viết kết bài của chuyện một người chính trực hoặc nỗi dằn vặt của Andreka theo cách kết bài mở rộng. Hai cách kết bài của bài của câu chuyện này chúng ta vừa tìm được thì nó không là kết bài không mở rộng. Bây giờ chúng ta sẽ viết theo cách kết bài mở rộng. Chọn một trong hai câu chuyện này để viết. Và chúng ta sẽ viết thêm cái lời bình luận vào đó thì nó sẽ thành kết bài mở rộng. Ví dụ ở ý A, ở cái bài một người chính trực thì chúng ta sẽ viết như sau: Tô Hiến Thành tâu, nếu thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá. Chúng ta sẽ thêm một đoạn nữa vào sau cái kết thúc của câu chuyện kia. Đó là: câu chuyện trên giúp ta hiểu thêm về sự khẳng khái, chính trực của Tô Hiến Thành, một con người luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, đáng để chúng ta học tập. Câu chuyện trên đã nêu tấm gương sáng về sự chính trực, liêm khiết. Tô Hiến Thành mãi là tấm gương cho đời sau. Ngoài cái kết bài của họ ra thì chúng ta sẽ thêm một cái đoạn bình luận vào sau cuối của cái câu chuyện đó. Vậy nó sẽ trở thành là kết bài mở rộng. Câu chuyện nỗi dằn vặt của Andreka. Thì ngoài kết bài ở trong câu chuyện này thì chúng ta sẽ thêm đoạn sau: nỗi dằn vặt của Andreka cho thấy em là một chú bé trung trực, giàu tình cảm và nhất là rất nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. Sự dằn vặt của Andreka thể hiện phẩm chất đáng quý của em, đó là tình thương yêu và ý thức trách nhiệm với người thân.
lòng trung thực và sự nghiêm khắc với chính bản thân. Ngoài cái kết bài của bài có sẵn ra thì chúng ta sẽ thêm cái đoạn này vào.